lên anh Nam ơi. Này thích cho xe xuống phần bận này. Mệt thật sự luôn. Để mình đã gửi xe ở tòa chung cư ở phía kia và mình đi bộ ra để đi cùng xe một anh ấy. Mệt thật sự. Bây giờ là hơn 6 giờ sáng, bọn mình đang chờ ở cổng số 1 của trung tâm hội nghị quốc gia. Và chút nữa thôi thì bọn mình sẽ lên đường đi tới Mộc Châu. Đây là Yên Lê. Đây là Yên Lê nha các bạn nhá. Đây đây đây, đây Yên Lê. Anh cũng quay à? Ok. Đây đây, đây là leader Hải Nam. Chị tên gì? Đeo khẩu trang rồi ngại gì nữa, sợ gì nữa. Và đây là leader chuyến này của chúng ta, anh Hải Nam. Tại bọn mình đã đến, đây là đèo Đá Trắng. Đây là lần thứ 3 mình đến đây rồi. Nó cảm giác nó không còn như những lần đầu tiên nữa. Không thích như trước nữa. Đến đây là đến homestay Bản Búa ở Mộc Châu. Cần dùng thuốc bản áng và năn nạo thế. Cái bộ dạng của mình sau khi đi phượt là lúc nào nó cũng như này. Đã. Thôi bây giờ thì sẽ đi cất đồ, nghỉ ngơi một tí, sau rồi đi khám phá tiếp nhá. Đây là thằng anh mình. Từ trước đây là nhà sàn. Đi ra đây. Ngoài này khá là chill. Phía bên kia là nhà ăn và mọi người đang ăn trong đấy rất đông, khá là ồn. Nên là mình sẽ không đi vào đấy. Cũng không có gì nhiều đâu, nhà sàn nhưng mà cũng rộng phết. Phía bên ngoài khá là rộng, có thể để được nhiều xe. Hiện tại thì mình đang có mặt ở vườn mận các bạn ạ. Wow, chill quá. Bây giờ thì bọn mình sẽ di chuyển ra phía ngoài. Chứ trời ơi, nó rộng quá ấy. Phải chạy thôi, phải rút thôi. Người ta cứ áo vàng ơi đi ra cho anh chụp nhờ cái ảnh. Thật sự là yeah. Nói chung là tầm này cũng nở khá là rộ rồi. Thêm 1-2 tuần nữa thì chắc là đẹp. Xin chào buổi sáng các bạn. Bây giờ là gần 9 giờ sáng. Tuy nhiên mình dậy từ 7 rưỡi rồi cơ. Nhưng mà tại vì là
lạnh quá. Bây giờ nhiệt độ khoảng 9 độ. Ừ, thế nên là mình đã đi ngủ tiếp. Nhưng mà sau đó thì vì đói quá nên là mình không ngủ được nữa. À, bây giờ thì mình sẽ đi kiếm đồ ăn các bạn ạ. Đói quá. À, các bạn có nghe thấy tiếng nước chảy không? Đó, mình đang ở 90S Mộc Châu. Và hôm qua thì bọn mình có ghé qua Bản Búa. Tại vì là đoàn mình đang đi là chia đôi, chia làm hai. Một bên thì đang ở phía Bản Búa, một bên là ở 90S. Ở homestay có một chú mèo rất là quý người, đi đâu cũng chạy theo các bạn ạ. Đi đi ăn sáng nhá. Ui, có cây trứng gà luôn nè. Tên gọi khác của trứng gà là gì ấy nhở? Mình quên xử mất rồi. Lâu lắm rồi mình không được ăn quả này. Ui, mình phát hiện ra ở đây có rất nhiều hoa dã quỳ này, nở rộ luôn. Wow, đây nữa nè. Wow, thích thật sự. Siêu to luôn các bạn ạ. Ui, đấy, to chưa? To bả, to bằng cả lòng bàn tay mình luôn ấy. Rất là nhiều luôn. Bây giờ thì chúng mình sẽ lại quay về phòng và chắc là mình đi ngủ tiếp. Nhưng mà trước đó thì sẽ quay cho các bạn một chút về cái homestay 90S Mộc Châu nhá. Đi nào, đi. Bây giờ là gần 11 giờ trưa và mình vẫn chưa được ăn sáng các bạn ạ. Nhưng mà tranh thủ mình sẽ đi chụp một chút hoa dã quỳ. Và đây là như con nghề bóng đêm. Tôi không hiểu họ đang làm gì. Đây là những thứ mà Mộc Châu có tiện không mua được, đó là đồ ăn sáng các bạn ạ. Hả? Với cái điều kiện ánh sáng và mọi thứ như này, đồng khung bông quạnh này, chị chụp cái gì? Núi đâu? Làm gì có núi đâu? Đây là tớ và chị Hiền tớ. Chị Hiền tớ có một thói quen khi ngủ, đó là các bạn biết gì không? Chị Hiền sẽ giúp vào tớ. Chị Hiền ôm tớ. Yêu đấy chỉ là lúc thức thôi, còn lúc ngủ tôi không ngủ bạn ạ. Không. À, bây giờ thì bọn mình quyết định bọn mình sẽ đi check-in khắp Mộc Châu các bạn ạ. Không đi tiếp à? Tớ check-in tiếp. Không đi tiếp à? Ôi giời ơi, tưởng thế nào cơ. Thế thôi, hóa ra là thế thôi.